Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái phần mềm tên là Evernote. Thì đây là một ứng dụng ghi chú và nó không chỉ cho phép chúng ta ghi chú bằng văn bản bình thường mà các bạn còn có thể chèn thêm hình ảnh, rồi kể cả đặt báo thức. Thì cái ứng dụng này nó sẽ hỗ trợ chúng ta đồng bộ với lại cái máy chủ của Evernote, do đó các bạn có thể thoải mái đổi giữa các máy với nhau, thậm chí là giữa cái máy Windows Phone với các máy Android, iOS và cả máy tính nữa. Đây là cái giao diện chính của chúng ta. Khi các bạn cần tạo một cái ghi chú mới thì các bạn nhấn vào nút dấu cộng ở bên dưới này. Sau đó chúng ta nhập tiêu đề. Ở đây mình sẽ nhập tiêu đề vào. Sau đó nhập tiếp tới nội dung. Thì ở trong lúc các biên tập nội dung này, các bạn có thể tạo một cái danh sách dấu chấm đầu dòng. Hoặc là nếu các bạn cần làm một cái danh sách về nhắc nhở việc làm thì các bạn có thể tạo những cái ô dạng dấu checkbox như thế này. Đó. Thì khi mà các bạn đã xong rồi thì bạn chỉ cần nhấn nút back là nó sẽ lưu lại. Và với cái ô checkbox khi nãy mình tạo thì các bạn có thể đánh dấu tích vô, như các bạn có thể tạo danh sách những việc, những cái đồ mà các bạn cần mua trong dịp Tết chẳng hạn. Sau đó mua xong cái món nào thì đánh dấu tích vào đó. Sau khi các bạn nhấn nút back ra như thế này thì chờ một chút, cái ghi chú của bạn nó sẽ được đồng bộ lên máy chủ của Evernote và ghi chú chúng ta nằm an toàn trên đó. Ngoài ra bạn cũng có thể nhấn giữ vào một cái ghi chú như thế này và chọn Add to Socket. Thì khi đó ở cái trang Home của chúng ta, nó sẽ xuất hiện ở dòng, ở ngay dưới cái dòng View All Notes. Đây là những cái ghi chú mà mình thường sử dụng. Thì nếu các bạn ghim nó ra khu vực này, chúng ta sẽ làm việc một cách nhanh hơn. Như chọn vào đây là nó sẽ ra ngay cái ghi chú của chúng ta. Đó là những cái tính năng cơ bản của Evernote. Ngoài ra bạn cũng có thể nâng cấp thành Evernote Premium để có thêm dung lượng cho cái tài khoản có phí. Còn nếu là tài khoản miễn phí thì mỗi tháng chúng ta có 64MB để upload ghi chú. Thì với 64MB này mình cảm thấy là nó cũng đã đủ dùng rồi. Kể cả văn bản, các bạn chèn hình hay chèn âm thanh gì vào thì cũng rất là ổn. Xin cảm ơn các bạn.